Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo trên kênh Nhiệt Núi Tây Bắc của Lượng. Hiện tại thì Lượng đang có mặt tại chợ phiên của xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Giờ Lượng sẽ mời các bạn cùng Lượng khám phá chợ phiên của đồng bào người Dao và người Mông ở đây, họ có gì để bán nhé. Phiên chợ ngày hôm nay thì Lượng đến đây cũng khá là sớm. Bà con thì hiện tại đang gùi những cái mặt hàng nông sản mà họ trồng được mang ra chợ để bán. Ở nơi đây thì không khí rất là trong lành nhá. Ở khu vực trước mặt Lượng đây thì họ bán mận này, mận Tam Hóa Băng Hà đấy các bạn ạ. Cháu chào cô ạ. Cô bán nhiều mận nhỉ cô nhỉ? Cô ở trên Băng Hà xuống à? Cô là người Nùng ạ. Đây là mận Tam Hóa Băng Hà này các bạn ạ. Này. Vâng. Cái này thì cô bán bao tiền một cân đấy ạ? 2 cân 15 nghìn thôi ạ. Mận năm nay thì được mùa nhưng mà lại dính dịch bệnh này. Nên là cũng không được giá mấy nhỉ cô nhỉ. Đấy, họ cũng bán rất là nhiều mận này. Bên nào ngon hơn? Ngon như nhau hết ạ. Bên này có vẻ chín hơn nhỉ. Đây cho bên này đi. Ăn luôn rồi chứ, có phải rửa không? Ăn luôn. Các bạn mình ăn thử xem này. Ngon thật đấy cô ạ. Ngon lắm đấy. Nhà cô năm nay bán được nhiều chưa? Được mấy tạ rồi. Được mấy bao tạ rồi ạ? Nhà chắc phải có mấy tạ ấy nhỉ cô nhỉ? Vâng ấy. Vâng. Ngon thật đấy các bạn ạ. Ngoài khu vực họ bán mận ra thì bên này là họ bán vải này, cũng là một trong giống quả mà đồng bào vùng cao họ trồng rất là nhiều. Hiện tại thì cũng đến mùa chín rồi. Ở góc bên này, khu vực dọc theo đường này thì họ bán chuyên về vải và mận luôn. Đây thì họ đang dắt trâu xuống khu vực chợ trâu nhé. Để mình khám phá ở đây một tí nữa thì mình sẽ đi khám phá khu vực họ bán trâu này, bán lợn này. Các bạn cùng tham khảo nhé. Ở đây họ còn có cả ngựa mang ra chợ để bán nhé, ngoài trâu bò còn ngựa này. Còn đồ của shop của lớp của lượng chỉ có 20.000 đồng rồi, 20.000 đồng một sản phẩm, 20.000 đồng một chiếc áo phông lam phông nữ của đồ của shop. Bộ chìa khóa đến từ sẽ được bà con bán với giá của bất ngờ đấy. Chào cô nhá, nay bán được nhiều mận chưa? À, mận mình to nhỉ, ủi dừa thì ngon thế. Cho chúc cô đắt hàng nhá. Cháu chào cô ạ. Những cái điệu này là cô tự làm à cô? Hay là cô đi nhập về đấy ạ? Nhập về à? Cái này đẹp thật đấy các bạn ạ. Cái này là cái điệu đồng bào vùng cao họ hay điệu trẻ con đấy. Để tí mình đi chợ xem ai điệu trẻ con, mình quay cho các bạn xem chi tiết cái điệu này như thế nào nhá. Cháu chúc cô đắt hàng nhá. Đi tiếp vào khu vực bên trong này thì mình thấy họ bán rất là nhiều những cái mặt hàng thuốc này mà đồng bào vùng cao họ hay sử dụng nhá. Mình quay cận cảnh chi tiết cho các bạn xem những cái loại thuốc ở đây. Trước mặt Lượng đây là những cái chai thuốc mà dùng để xoa bóp này, chứa những cái bệnh xương khớp đấy các bạn ạ. Đau chân đau tay nếu mà bị chấn thương nặng mang về xoa bóp rất là hiệu quả nhá. Cái này thì họ ngâm từ những cái loại lá cây và vỏ cây, họ ngâm với rượu sẵn rồi nhá các bạn ạ. Này mua về chỉ việc xoa bóp, và cái này phải ngâm trên 3 tuần ấy thì mới sử dụng được nhá.
Cô ơi, cháu hỏi tí đây là cái củ gì đây ạ? Biết phải củ gì đấy. Thế mà chứa bệnh gì đấy ạ cô? Chứa bệnh đi gì ạ? À, là... Cháu đi gì ạ? À, cháu là... đi gì ạ? Tất cả... À, thế là như kiểu là chứa những bệnh táo bón các bạn. Còn đây là lông nhím này. Cái này dùng để chữa bệnh hay làm gì đấy ạ? À, chữa bệnh đau răng này các bạn ạ. Đau lông nhím mà dùng để chữa bệnh đau răng. Ngoài ra một số người thì mang về phiêu ốc, ốc cái quả chữa bệnh ho này, cái này là cái quả để chữa bệnh đau dạ dày à, mình nói nhầm, để chữa bệnh như kiểu là khó thở đấy, như kiểu là bị ngộ độc thức ăn đấy, cái này mang về pha nước uống rất là hiệu quả nhá. Còn bên này là một số thuốc này, trong kia là thuốc gì đấy ạ cô? Thuốc đau dạ dày à? Vâng. Ở đây thì họ có mang mấy cái gùi họ đan thủ công mang ra chợ để bán này. Đây này họ đan rất là tỉ mỉ chi tiết nhé, cái này đan từ cái tre các bạn ạ. Tiếp vào khu vực trong này thì mình lại gặp họ bán những cái mặt hàng thuốc này. Mình quay cho các bạn, bên này thì họ có nhiều thuốc hơn này. Đây là cái dây mà họ dùng để chứa những cái bệnh đau xương khớp ấy, cái này mang về đun nước uống hoặc là ngâm rượu này, hoặc là nấu với thịt lợn này. Cái này thì đồng bào vùng cao họ hay mang về nấu canh ăn này, cái này nó thơm lắm các bạn ạ. Nó này nó mát hơn cả đẳng sâm nhé. Giống đẳng sâm thì nó không thơm mà không mát bằng này đâu. Cái này thì nếu mà để chữa bệnh cái này sẽ hiệu quả hơn so với đẳng sâm, mà cái này nó dùng để bồi bổ sức khỏe nhé. Cũng lâu lâu thì mình đi chợ thì mình mới gặp những cái bó như thế này họ bán thôi. Còn đây là những cái dây dùng để bổ máu này. Còn đây là cái nghệ đen nhé, hay còn gọi là gừng đen đấy các bạn ạ, dùng để chữa bệnh dạ dày này. Mình cho các bạn xem bên trong nó này. Đấy, nó sẽ tím tím như thế này. Cái này thì họ sẽ sử dụng bột nó về để pha với nước nóng này, pha với mật ong. Còn đây là những cái cây để chữa bệnh xương khớp. Ở đây thì họ còn có một ít những cái củ sâm đương quy này các bạn ạ. Đây, củ sâm đương quy Tây Bắc này. Đi chợ phiên thì mọi người cũng rất dễ dàng bắt gặp những cái củ sâm đương quy này họ bán ở chợ nhé. Cái này thì sử dụng được tất từ rễ lên lá luôn. Cái này thì cái củ nó dùng để mang về hầm gà, hầm xương này, ngâm rượu này, đun nước uống này. Lá nó cũng có thể dùng như thế được này. Và lá nó còn có công dụng khác là mang về xào ăn, xào thịt trâu, thịt bò, thịt ngựa rất là ngon nha các bạn ạ. Sâm đương quy này nó rất là ngọt nha, nếu mà mang về nấu canh gà ấy, rất là ngọt luôn. Và ngâm rượu nó cũng vô cùng là ngọt, nhưng mà nó có cái vị hơi nóng một tí nha các bạn ạ. Và cái này thì nó có vô cùng là nhiều tác dụng này, để mình kể một số công dụng của nó cho các bạn cùng tham khảo nhé. Nó chứa những cái chứng bệnh là đầy hơi này, khó tiêu này, và điều trị những các bệnh về xương khớp này, viêm phế quản này, viêm họng này, viêm amidan này. Và cái củ sâm đương quy này có tác dụng là ngăn chặn những cái sự kết dính của tiểu cầu này, và nó chứa những cái bệnh liên quan đến tĩnh mạch này, tắc tĩnh mạch này, và những cái bệnh về huyết áp não nữa. Và nó nâng cao sức đề kháng nhá, và tăng cường hệ miễn dịch này, và chống suy nhược cơ thể, thiếu máu này, và cũng chữa bệnh đau dạ dày nữa. Đấy, ai có lên chợ phiên ấy, mua những cái củ này về sử dụng thì vô cùng là tốt luôn. Mà ai có nhu cầu mua về sử dụng thì không có thời gian để lên khu vực chợ phiên Tây Bắc mua về, thì có thể liên hệ với Lượng để Lượng lấy dùng gửi về cho các bạn nhé. Đây là những củ bé thôi, để tí mình đi vào trong xem củ to, quay củ to chi tiết cho các bạn xem những củ to nó. Đây này, thường thì cái này là củ non này, nó còn chưa có củ mấy, dễ nhiều này. Cái củ này thì bắt đầu có củ nhiều nha các bạn ạ. Đây ngoài ra thì họ cũng có sâm đương quy họ phơi khô nhá. Giống này dùng để làm thuốc. Chứ còn ngâm rượu thì họ sẽ ngâm tươi, nó sẽ hợp lý hơn các bạn ạ. Đây thì họ cũng có một ít hồng sâm này để bán này. Hồng sâm này là hồng sâm khô nhá, cái này thì có rất là nhiều công dụng các bạn ạ. Đây dùng để chữa những cái bệnh mệt mỏi này, ăn uống kém này, người gầy này, suy nhược cơ thể, da xanh xao này, người già,
trẻ em mới ôm dậy được dùng cái này rất là tốt nhé. Và người sau khi đi phẫu thuật về sử dụng cái này vô cùng là tốt luôn này. Phụ nữ sau khi sinh này, gầy yếu suy nhược cơ thể này, này dùng để tăng sức khỏe và sức đề kháng nhé. Và hỗ trợ cho những cái ai muốn cơ bắp săn chắc ấy, và bồi bổ cải thiện sức khỏe và trị những cái bệnh thiếu ngủ này. Này mang về hầm gà. Ở đây thì họ cũng có mấy cái gói thuốc chữa bệnh đau dạ dày này. Này thì nó thuộc dạng bột nha các bạn ạ. Đây rất là nhiều các loại thuốc luôn này. Ở trong kia là tất cả các loại thuốc nhỉ cô nhỉ. Bệnh gan có không cô? Hả? Bệnh gan có không ạ? Có mà. À gan dạ dày này. Với lại bệnh gì nhỉ? Cái bệnh sỏi thận có không ạ? À sỏi thận cũng ở trong này hết à. Đây là họ có cái túi sâu chít này ở cạnh cái gói nụ hoa tam thất đấy các bạn ạ. Cái sâu chít này thì mang về để ngâm rượu nhá. Họ thì cũng để dùng để chữa bệnh, cái này mang về ngâm rượu rất tốt cho đàn ông nha các bạn ạ. Còn đây là nụ hoa tam thất này, cái này nụ hoa tam thất thì dùng để pha nước uống, kiểu pha chè uống hàng ngày đấy. Này thì tác dụng là chữa những bệnh thiếu máu lên não này, mất ngủ này. Cháu chào cô ạ, cái đấy là cái hạt gì đấy ạ cô? Cái đấy là chị U Nam ạ. Chị U Nam ạ? Chị U Nam. À. Cái u tín giác ấy. À, thế cái này gọi là cái này là cái gì đấy ạ? À? Gọi nó là gì cho xem tí. Cháu tự nghĩ xem nào gọi là cái gì. Cháu không biết là cái này là cái hạt gì. Cái kiểu hạt đậu ấy nhỉ? Vâng, cái đấy là hạt đậu, cái đấy là mình quên rồi, quên cái tên đấy. À, quên tên cháu không biết cái này là gì. Ê, lúc ấy có tán nào, nó cháu gửi, cháu gửi lại này cô ơi. Đây này, cái này là sâu chít này, cái này là thuốc chữa bệnh gan này. Mình có biết này, biết là một ít các bệnh thuốc chữa bệnh này các bạn ạ. Và bên này thì họ cũng có rất là nhiều các loại thuốc này, cả những cái dây bổ máu này. Em chào anh nhá. Anh bán nhiều cái mặt hàng này nhỉ. Đây củ sâm đông quy này rất là to nha các bạn ạ. Cái này thì mấy củ được một cân đấy anh? 3 đến 4 củ được một cân rồi các bạn ạ. Cái này 3 củ. Cái này mang về cho bình rượu mới là đẹp này. Thông thường thì có những cái củ tầm trên cân nhá. Nó tùy từng khu vực với lại đất nữa. Đất nào nó hợp thì nó sẽ lượng củ nó nhiều hơn. Chứ không phải là bón phân thì củ nó to đâu các bạn ạ. Và cái này thì nó già, nó có hoa rồi nhá. Đây, hoa rồi. Các bạn thấy nó có hoa rồi, nó bằng này thôi. Này rất là nhiều này, các bạn có thể quan sát này. Ở đây thì mình có tầm bao nhiêu củ đấy? À bao nhiêu cân đấy anh? À, tầm 4 cân thôi. Mỗi củ này là tuyệt vời nhất. Ở đây thì họ có một ít rễ của củ tam thất này. Họ bán đây là những cái của ấu tẩu này, dùng để nấu cháo dinh dưỡng. Cái này thì dùng để ngâm rượu xoa bóp nữa. Cái này cái nếu mà nấu nó không chín kỹ là ăn độc cái nhỉ, ngộ độc cái nhá, cái giống này đấy. Biết ăn thì rất là tốt cho người, không biết ăn là không biết đấy. Không biết ăn là tùy dưng là mang bệnh vào người đấy nhỉ. Vâng. Còn đây là những cái bao nụ hoa bao tử tam thất này các bạn ạ. Cái này thì dùng để pha nước uống nhá, kiểu pha chè đấy. Nhiều vừa nãy mình có giới thiệu qua công dụng của nó rồi. Em cảm ơn anh nhá. Ở đây là góc họ bán thuốc gia truyền này. Đây thì họ có ghi lên trên cái bao này luôn này. Thuốc dạ dày này, tim mạch này, hầm gan này, tất cả các thuốc hết trên này. Đây có bà cụ đang ngồi bán thuốc này. Cháu chào cô bà. Ở bên này là cũng gian hàng họ bán những cái mặt hàng thuốc gia truyền của đồng bào người Hơ Mông ở vùng cao. Cái này là cái thuốc gì đấy hả cô? Cái này nhiều là cái này chữa cái người ngứa. À bệnh ngứa này, cái này. Vâng. Cái này vàng vàng này bệnh gan chứ, chữa bệnh gan chứ. Vâng, gan xương khớp. Gan và xương khớp. Còn cái này là thuốc gì đây ạ? Cái này là thuốc bổ. À
thuốc bổ máu. À, cái bổ máu ấy nhở. À, băm phơi khô giờ cái này mang về đun nước uống. Bình thường cái này đun nước uống hàng ngày các bạn thì sử dụng 2 lát này thôi. Pha một ấm nước. Còn cái này là cái thuốc gì đây ạ? Cái này là thuốc giải độc, giải độc gan. Giải độc gan. Nhiều loại thuốc nhỉ. Ở đây thì mình thấy họ bán 2 cây húng rừng này. Cái này thì mang về dùng làm thuốc và mang về làm gia vị thức ăn nhé. Cái này pha bằng bát nước chấm thì tuyệt vời lắm. Dùng cái lá nó thôi các bạn ạ. Và cũng như dùng để pha với canh vịt nhé. Cái này là cái cây chữa mắt gan này, thận này. Nhiều loại thuốc nhỉ chị nhỉ? Còn đây là khu vực họ bán trâu này, các bạn có thể quan sát được phiên chợ hôm nay cũng rất là nhiều trâu nhé. Đây thì thường đồng bào ở quanh khu vực xã Cốc Ly này và một số huyện lân cận họ chở trâu ra đây để trao đổi buôn bán. Một số người thì lấy trâu lên khu vực này từ tối qua rồi, còn một số người thì sáng sớm mới lấy lên đây nhé. Trâu là một trong những cái vật nuôi mà giá thành rất cao của đồng bào vùng cao. Ở góc bên trên này thì có một số người đứng đây để xem trâu này. Phiên chợ ngày hôm nay thì họ trao đổi buôn bán trâu vô cùng là nhộn nhịp nhé. Trâu thì giá nó tùy từng con. Trên vùng cao này thì thường thường là họ mỗi nhà nuôi tầm 2 đến 3 con. Đây là những mặt hàng mà nuôi mà để kinh tế phát triển tốt nhất của đồng bào vùng cao nhé. Họ sử dụng sức cày kéo. Đây thì họ sử dụng hết vụ mùa ấy thì họ sẽ mang ra chợ này để bán. Mình sẽ đi xuống dưới đi hỏi cho các bạn tham khảo một số những con trâu đẹp giá cả bao nhiêu nhá. Đây, khu vực này thì họ cũng bán vô cùng là nhiều trâu này các bạn ạ. Cháu chào chú ạ. Chú ơi cháu hỏi tí, con trâu này chú bán bao tiền đấy? 44 triệu. À 44 triệu ạ. Con này đẹp nhỉ chú nhỉ? Con này chú nuôi lâu chưa ạ? Lâu rồi. À vâng. Ôi ở trong này con bò to nhỉ chú nhỉ? Không biết con này họ bán bao tiền đấy? 50 triệu. Rất cảm ơn chú nhé. Cháu chào cô ạ. Con trâu này có bán bao tiền nhỉ cô? 40 triệu. Con này cô nuôi lâu chưa? Được 2 năm rồi. À vâng. Trâu này đẹp nhỉ. Con này cháu được cái trâu cái đi cô. À cháu được ạ. Rồi, cháu cảm ơn cô nhé. Thế nhà mình ở gần đây ấy nhỉ cô nhỉ? Nhà mình ở Bảo Yên ạ. Gần Bảo Yên à? Chắc cô phải thuê xe lên đây ạ? Ừ. Cháu cũng ở Bảo Yên. À, cháu ở Bảo Yên ở khu nào? Cháu ở Việt Tiến ạ. Việt Tiến ạ. Con này mình mua hay mình bán đây chú? Đấy, con này chú mua chú bán đây ạ? Mua. Chú mua bao tiền con này đấy? Chưa. À, đã xem mà. À, đã xem nó mới trả giá. Di chuyển tiếp xuống khu vực bên dưới này, qua khu vực chợ trâu đây là khu vực họ bán lợn đen này, lợn đen giống này, chó này, dê này. Trải dài suốt từ đây xuống khu vực dưới kia nhá. Bây giờ mình sẽ đi qua đây
tham khảo một số những con lợn cho các bạn cùng tham khảo và dê chó nhé. Đồng bào vùng cao thì một số người họ sẽ cho những con lợn vào những cái bao tải này xong rồi chở ra chợ để bán. Còn một số người thì cho vào những cái lồng sắt, họ điều kiện hơn thì họ sẽ mua những lồng sắt này về để cho lợn vào đây mang đi bán. Cô ơi, cháu hỏi tí, con này cô bán bao tiền đấy ạ? Vâng. 2 triệu. Lợn này họ bán 2 triệu này, lợn đen. Lợn này lông đẹp nhỉ anh nhỉ? Không được. Cái này lợn lai với lợn rừng à? Đây. Này thì bán bao tiền con đi anh? Này có 2 triệu rưỡi. Này thịt được rồi anh nhỉ? Thịt tốt rồi. Tầm 15 cân cho con bên này đấy. Này nó tầm khoảng 22 cân. 22-25 cân. Ok, em cảm ơn anh nhé. Em chào anh nhá. Con này lông dài nhỉ? Con này mình nuôi lâu chưa anh? Lâu rồi. Con này thì anh bán bao tiền đây ạ? Hơn triệu à? Con này lông dài chắc phải tầm trên 5 phân đấy các bạn ạ. Này. Để quan sát này, lông rất là dài nhá. Anh nhá, con dê này anh bán bao tiền thì anh? À, anh đi xem dê rồi à? Này, dê thì họ sẽ buộc vào sừng nha các bạn. Ở đây có cả dê con luôn này. Có con nó chỉ tầm mấy cân thôi. Dê đẹp nhỉ anh nhỉ? Con này bán bao tiền thì anh? 4 triệu con này à? Con này đi đâu mất cái sừng rồi? Cháu húc nhau ấy nhở. Em chào hai anh nhá. Hai anh mua dê hay là bán dê đấy anh? Bán. Con nào đấy anh bán con này à? Con này. Bán bao tiền con anh? Con 2 triệu. Con 2 triệu rồi á? Sao rẻ thế? Bán thế thôi anh ạ. Này mua về nuôi thôi nhỉ? Chưa thịt được đâu, còn non. Gì bé gì non thì mua nuôi thôi. Nuôi thôi, như con hai con kia thì mới thịt được nhỉ. Hai con đấy thì tầm bao nhiêu cân đấy anh? Hai con nào? Hai con bên kia kìa. Gần 30 cân đấy. Thế à. Rồi ok, em cảm ơn anh nhá. Và phiên chợ ở đây thì cũng có ba chú ngựa thôi nhá. Mình sẽ thử hỏi giá ngựa cho các bạn cùng tham khảo. Chú nhá, chú ơi cháu hỏi con ngựa này chú bán bao tiền vậy ạ? 29 triệu. 29 triệu. Con này đẹp nhỉ chú nhỉ? Đều đâu lên mỏ đấy. Đều đâu lên mỏ. Bà con mua một bịch xà phòng 3 kg chỉ với giá vận trình khuyến mại đặc biệt. Bà con mua một bịch xà phòng 3 kg chỉ với giá vận. Khu vực ở dưới kia là khu vực họ bán những cái loại giống ngô, giống lúa này. Được rất là nhiều người đến mua để bị gieo cho vụ mùa đợt này nhá. Khu vực ở dưới kia là khu vực họ bán những cái loại giống ngô, giống lúa này. Rất là nhiều người đến mua để bị gieo cho vụ mùa đợt này nhá. Ai có điện thoại cố hỏng bán đi. Còn đây là khu vực ẩm thực của chợ phiên này, mình sẽ quay sơ qua cho các bạn tham khảo một số món ăn đặc sản ở đây nhé. Đây là bát thịt dê này các bạn. Bên này còn một bát.
Bao nhiêu? Dê rất là ngon đấy, đặc sản vùng cao đấy. Đây còn đủ đúng tròn một bát. Thắng cố cũng chuẩn bị hết à? Hết đây. Thắng cố hết này, chết hết này. Không ăn nữa được nhỉ? Đây thịt dê này. Hết chỗ ngon rồi. Đi muộn quá, hết cái ngon này ăn rồi. Đi vào trong kia xem có những cái gì ngon này thưởng thức luôn nhé. Cái phở này là phở mình tự làm đấy à chị? Phở này mình tự tráng à? Phở đồng bào vùng cao họ tráng một trồng rất là ngon nhé. Các bạn ạ, quanh đi quẩn lại thì hết sạch rồi ạ. May mà quán quán thịt dê này còn có một ít thịt dê để ăn bát phở. Tại mình mải mê ở khu vực chợ Châu quá. Giờ mình mời các bạn ăn sáng của mình nhé. Giờ có 9 giờ sáng rồi, chắc hôm nay trời mưa nên là bà con đi ăn phở cũng rất là đông. Đây là khu vực những ông chú bà cô họ bán rượu ngô này, rượu ngô đặc sản ở vùng cao nhé các bạn ạ. Chào cô ạ. Nay bán được nhiều rượu chưa cô? Rượu ngô họ thì mỗi phiên chợ thì lấy những cái can 20 lít hoặc can 10 lít để lấy rượu ra ngoài chợ, xong rồi ra đây thì họ mới đổ ra những cái can bé, chai bé để bán. Như vậy thì mình vừa đưa các bạn đi khám phá xong khu chợ phiên Cốc Ly của huyện Bắc Hà này. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video trên kênh của mình trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.